Xin chào các bạn, tôi là Đỗ Thu Hương, là Hot Face cá tính Hot Face Awards 2019. Tôi rất vui khi được tham dự đại lễ sinh nhật của tập đoàn Tien's. Tập đoàn Tien's là tập đoàn toàn cầu hóa đa lĩnh vực, hiện đang cung cấp những sản phẩm bổ sung bảo vệ sức khỏe trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Trên tay tôi là sản phẩm tinh dầu Spa Care Breathing Element của tập đoàn Tien's, được nhập khẩu từ Ý. Đây là bảo bối giúp tôi luôn tỉnh táo và năng lượng cả ngày. Nhân dịp sinh nhật tập đoàn, tôi xin chúc tập đoàn ngày càng phát triển vững mạnh và đi đầu trong ngành đại sức khỏe. Colorful Tien's, Colorful Life.